Quá xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe 7 chỗ ngồi, không gian ngồi của chiếc xe thì cũng khá là rộng rãi. Kiểu dáng của chiếc xe thì hầm hố mạnh mẽ, khối động cơ cực kỳ uy lực, máy 3.0 mang đến cho người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời. Nhất là xe là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản, nên cái độ bền, độ lành của chiếc xe thì được đánh giá cao. Với chiếc xe em đang cập nhật mang đến anh chị và các bạn thông tin, đó là chiếc Mitsubishi Pajero phiên bản GLS, phiên bản V93, sản xuất năm 2010, model của năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc, đã lăn bánh quãng đường là 120.000 km. Bá chủ đi rất là giữ gìn. Về tổng thể qua thì anh chị bạn có thể tham khảo về lớp sơn si, một chiếc xe đã trải qua mà tính ra là gần 14 năm sử dụng, nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Tuy vậy thì cũng có một số chỗ đã phải sơn lại do quá trình di chuyển bị sơ sát. Chứ đến từ năm 2010 đến bây giờ mà không bị sơn si lại thì các bác lên xem lại. Về tổng quan thì cái phần đầu xe thì nó nổi bật với những chi tiết hệ thống đèn bi chiếu sáng kết hợp với những đèn halogen. Phần bóng đèn của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là trong và sáng anh chị nhé. Mặt ca lăng với những cái phần mặt ca lăng to bản và những viền mạ chrome giúp cho chiếc xe nhìn trông nó khỏe khoắn hơn. Dọc thân xe thì nó sẽ có trang bị như là mâm hợp kim, sàn lốp vẫn còn rất là dày, bậc lên xuống được trang bị là bậc cứng này. Hệ thống cam 360 cũng được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Nội thất thì với tông màu da bò đã được trang bị bọc da ốp gỗ với những phần cái ốp đấy là nhựa giả vân gỗ thôi anh chị ạ. Vô lăng với dạng 4 chấu, màn hình giải trí được nâng cấp lên màn hình Android rồi. Đây là những cái phần trung tâm giải trí của chiếc xe, hay là hệ thống cụm đồng hồ hiển thị thông tin, dạng ống thể thao, cần số và những chế độ gài cầu nhanh, cầu chậm, bệ đi tay, hộc để đồ. Cột kèo của chiếc xe thì nó vẫn còn trong tình trạng là nguyên bản. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì Lam Việt Auto sẽ luôn khuyến khích khách hàng và có lời khuyên cho khách hàng hãy mang xe đi vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro sau này cũng như là khi mang về sử dụng. Và khi đấy anh chị và các bạn có thể nắm bắt được cái tình trạng của chiếc xe cho nó như thế nào để anh chị bạn có thể có cái tiến trình chăm sóc sau này. Và lốp của chiếc xe thì được trang bị là lốp sơ cua, trang bị dạng lốp treo ở phía sau. Và cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi khi anh chị và các bạn gập hàng ghế thứ ba xuống. Nó sẽ có một mặt phẳng để anh chị bạn có thể chứa được nhiều đồ. Đồ nghề, kích lốp, tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ anh chị nhé. Đây là những cái phần đầu của cái phần hàng ghế thứ ba của chiếc xe. Gập phẳng, nó sẽ gập như thế. Có cổng sạc phía sau với cổng sạc 12V 180W. Đây là những cái chi tiết về cánh cửa sau. Và bên phụ của chiếc xe thì em cũng sẽ đi từ hàng ghế thứ hai đi lên để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất, đầy đủ nhất về một chiếc xe cũ đã qua sử dụng đang có mặt tại Lam Việt Auto. Địa chỉ cửa hàng thì đó là số 2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình. Anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe. Cam kết cho anh chị và các bạn đầy đủ các hạng mục của chiếc xe trên văn bản, hợp đồng, giấy tờ, xe không bị đâm va, không bị ngập nước anh chị nhé. Chất lượng bên phụ của chiếc xe, ghế ngồi hay là những khu vực táp ly, táp lô, phím bấm chức năng của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng cảm nhận, đánh giá với em. Đây là những cái phần màn hình này, cửa gió điều hòa. Và không gian khoang lái của chiếc xe thì nó đã quay đầy đủ rồi. Em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe để các bác có thể có cái cảm nhận rõ hơn về chất lượng chiếc xe cũ em đang mang đến cho anh chị và các bạn. Với cỗ động cơ của chiếc xe thì nó sử dụng khối động cơ cực kỳ lớn, máy 3.0 V6. Cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm nó sẽ rất là tuyệt vời. Từ những phần thanh răng mấu nối của chiếc xe. Xe thì cũng qua 2010 lên các chế độ bảo hành của hãng cũng như là bảo dưỡng của chiếc xe theo chu kỳ của hãng đề ra. Đảm bảo cho anh chị và các bạn máy móc ổn định khi vận hành. Máy 3.0 cực kỳ khỏe. Với mức giá bán cho chiếc xe Mitsubishi Pajero GLS phiên bản V93, sản xuất năm 2010, model 2011, nhập Nhật, hiện đang chào bán anh chị và các bạn chỉ với 565 triệu.
Giá em vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.